Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 90 token TSB vòng 2 thì nó tương đương với 13,5 đô la nhé. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram này. Rồi tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh thứ hai của nó này. Ok, sau đó là join vào Twitter và retweet lại bài đăng này. Rồi. Ok. Quay trở lại. Tiếp tục join vào Reddit này. Thì những ai tham gia vòng 1 rồi thì chắc là tất cả đều đã join hết vào những cái này rồi. Rồi, quay trở lại. Join vào Discord này cũng rồi này. Vào website của nó này. Ok, quay trở lại. Rồi. Tiếp theo thì mọi người sẽ join vào kênh liên kết này. Ok. Và retweet lại cái bài đăng ở trên kênh liên kết. Rồi mọi người tìm đến cái bài đăng của đó nhé. Đây rồi. Ok. Like và retweet. Rồi sau đó quay trở lại. Mọi người bấm chọn Regit này. Ok, sau đó nhập hình ảnh này. Rồi tiếp theo nhập địa chỉ mail này. Và nhập địa chỉ ví này. Quên, chưa ấy. Chưa nhập profile của Twitter. Rồi sau đó nhập cái đường link retweet này. Rồi mọi người quay trở vào Twitter cho mình. Retweet. Rồi sẽ sao chép link retweet. Ok, dán vào. Rồi sau đó chọn I have này, nhập Reddit này, mọi người vào Reddit cho mình, bấm vào dấu ba gạch nhé. Chọn vào biểu tượng avatar và sao chép địa chỉ trên thanh địa chỉ. Rồi quay trở lại. Ok, gửi. Rồi I have rồi. Và nhập username của Discord. Rồi chọn I have một lần nữa. Tiếp tục một lần nữa, chọn main menu. Rồi ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.